Một câu chuyện kỳ lạ, khó tin nhưng có thật về một người đàn ông đã tự nguyện hiến hơn 30 công đất của mình cho chim cò về ở. Chỉ vì một lời nói chơi và đó đã trở thành một lời hứa đối với chúng tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Mà mới đầu thì nó bật lên cháy cái, không có gió gì chứ, làm cái phật cái là nó cháy phừng lên. Rồi bữa đó là mình mới nói cái du dơ thôi, các vị cò, các vị còn cọc, nếu mà ông ở miếng đất của tôi á, vườn dừa này, thì ông phải đẻ. Tối đó là mình nằm thấy liền, thấy một cái dáng như là một cái hình ảnh của mẹ Quán Thế Âm mà đứng ngắm xuống mé sông vậy nè. Mà đẻ tao mới dừng nguyên vườn dừa cho mày. Không á thì tao còn vô thu hoạch ra trái, còn buôn bán, còn sống nữa. Cùng tới tháng sau là kéo rồi. Ôi, nó gỗ. Nhưng mà nó không có là. Dạ. Không là anh ha. Nó đây quay nó đảo dạ. Cho mình coi. Ôi. Cái bầu nó bự vậy. Mới đẻ này mấy ngày rồi. Rồi, cái cây vậy rồi cũng đóng ở được nữa nè. Hoàng Linh miền Tây, kết nối trái tim Việt. Dạ, tụi em xin phép chào anh. Hôm nay thì cũng một cái cơ duyên tụi em tìm gặp về đây. Thì cũng nghe bà con chia sẻ là khu vực này tự nhiên nó lại có một cái đàn cò vậy đó. Thì cũng kèm theo đó có những cái câu chuyện nó cũng hơi kỳ lạ xíu. Nhưng mà để tìm hiểu những cái câu chuyện kỳ lạ thì phải có chủ gia đình thì kể lại nó mới chân thật cho bà con mình hiểu rõ hơn. Thì nãy giờ tụi em cũng tham quan một vòng cái vườn cò. Hiện tại thì cò đang tập trung về rồi. Dạ, thì phép anh là chủ gia cho phép tụi em được thực hiện cái video này. Dạ, trước hết là chắc là cho phép em với lại cô chú anh chị mình biết là anh tên gì với lại là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, xin chào cô chú anh chị và các ở trong nước và ngoài nước. Mình tên là Danh Tính, năm nay là 48 tuổi, ở tổ 7, ấp Thành Lợi, xã Đồng Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Anh Tính là đầu video đầu là anh em có nói là anh Tính là hiến 30 công đất, hơn 30 công đất mà không phải hiến cho người ta mà cái này là hiến cho cò để mà cò ở xanh sôi nảy nở. Đó là một cái việc tốt, tí nữa thì anh em sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà giờ trước hết là anh em mình tìm hiểu những con cò thì ở đây tụi em đi ngang thì thấy có một cái ngôi miếu là nằm ở trên đất của anh Tính luôn. Thì chắc là anh Tính cho bà con mình biết là cái ngôi miếu này nó xuất phát từ đâu mà có mà hôm nay lên nó nằm trên đất của mình anh Tính à. Anh Nhân Phật. Xin nói chung với là cái về cái ngôi miếu thì cái này là cơ duyên thôi. Cái giấc hồi nhỏ là cỡ 14 tuổi. Thì cái chuyện lạ là thật là 100%. Tại vì ở nước á, tự nhiên cái dùng nước của mình tại đây nè. Là lúc đó là 14 tuổi à. Là hai anh em cùng đi xúc cua. Xúc cua để cắm câu á. Thì ngọn lửa tự nhiên cái nó bật lên cháy. Cháy mà ngọn lửa xanh vậy đó. Mà cháy rất là lâu. Mà mới đầu thì nó bật lên cháy cái, không có gió gì chứ. Làm cái phật cái là nó cháy phừng lên. Thì người anh kế á, là ổng cũng sợ, nói chung là ổng sợ, còn mình thì mình không biết sợ. Đó, lấy mình đứng tại chỗ, thì người anh thấy gì, anh thảy cái gỗ vô cái đống lửa. Vô đống lửa đang cháy á, là mình cứ đứng đợi hoài. Thì đứng càng đợi thì cái ngọn lửa nó càng cao lên. Rồi cả 15-20 phút vậy đó. Mà nó té hoài vậy đó, mình nói ủa không lẽ đứng đợi hoài. Thì thôi thấy vậy mình mới bước tới. Là đi vô đặng mình lụm cây gỗ đi vô thôi chứ mình cũng không nghĩ là cái gì hết á. Bước đi tới thì cái ngọn lửa nó vẹt ra thì mình lấy cái gỗ. Lấy cái gỗ xong cái mình đi về là cái nhà về hồi đó là cái nhà đằng này. Chứ không phải là nhà ở đây. Thì bắt đầu đi vô thì không biết lửa tắt đến lúc nào. Thì cái nghĩa là mình đứng thì ngọn lửa nó cháy càng cao càng rộng mà ngọn lửa xanh dần vậy đó. Đó, thì bởi vậy mới đủ duyên lành thì mình mới đi về gặp một người vị trong cái thầy của mình á. Rồi mình mới nói là cái giấc mơ của mới hồi giấc thiệt tình đó, không phải giấc mơ nha. Là mình thấy như vậy đó. Rồi mấy chú đó mới nói là nếu vậy thì con về con đảnh lễ. Con đảnh lễ con cúng vỉa trái cây. Nếu mà ai mà cho biết được rằng mình thờ hay là không thờ cúng thì mình con vỉa mình về cúng cái vỉa trái cây. Vỉa trái cây xong á thì tối đó là mình nằm thấy liền. Thấy một cái dáng như là một cái hình ảnh của mẹ Quán Thế Âm mà đứng ngắm xuống mé sông vậy nè.
đó, thì xong cái là mình cũng chưa có biết nữa là mình nên thờ hay chưa. Yeah. Rồi xong, xong đó là cái duyên lành nữa là cũng anh em ở trên núi Cấm á, là cũng là cùng đệ tử của thầy đó, thì mình cũng vô mình gặp, gặp thì mình cũng chia sẻ, tại mình nói là bữa đó là chú kia đệ tử lớn á, cũng nói là ừ cái này là để cúng thấy vậy đó, là mình thấy mẹ quán thấy không. À, xong á thì mình mới gặp luôn mấy anh em đệ tử của thầy ở trên núi Ông Cấm. Dạ. Thì tối đó thì có hai anh em và thêm một anh huynh đệ nữa là ba người ngồi nói chuyện, nói là mình cũng kể vậy đó. Cái anh mới nói nhờ ảnh quán chiếu giùm, thì nói không phải mẹ quán thế âm đâu. Dạ. Là đây là năm mẹ ngũ hành. Dạ. Đó, thì lúc đó mình nói ủa, trong mình thấy mà mẹ quán thế âm thiệt mà sao mà lại anh nói là năm mẹ ngũ hành. Dạ. Thì anh cũng không tin, tại nói chung là mình cũng không biết để mình tin nữa. Rồi anh cứ cãi tới sáng luôn á. Có ba anh em mà ngồi cãi là tới sáng luôn. Yeah. Cái anh mới nói là nếu mà em không tin thì trong cái mảnh đất đó là có cái trụ đá, là cái trụ đá ở sau lưng của mẹ, là trụ đá bên trong đó luôn, là bên trong của mẹ. Dạ. Đó là anh mới nói nếu mà có cái đó là phải có trụ đá đó là cái thẻ lệnh của mẹ đó. Tự nhiên anh nói tới cái thẻ đá, cái trụ đá, thì lúc đó mình thấy rồi, mình không có cử nữa. Dạ. Thì tới lúc anh nói vậy thì mình mới nghẹn ngào rồi, nói vậy hả. Mà Dũng đây là đâu phải, thứ nhất là không phải đồi núi nè. Không phải đồi núi. Cũng không phải núi, là, không... là một cái hòn đá bạc đồ này kia. Không phải là ganh đất luôn, tại vì đất anh là ngay chính giữa luôn. Nó trụ đá này nằm ngay. Mà có cái trụ đá nãy mình vô chồng mình đánh lễ rồi mình thấy có trụ đá rồi. Là cứ nghĩ là chắc là trụ cũng ông tà đây này kia thôi. Thì có nghĩa là một lát em sẽ nhìn thấy trụ đá đó là cũng có năm cạnh và năm cái hướng là cũng giống mẹ mà xin phải xin phép mẹ mới được. Yeah. Đó, thì anh mới nói như vậy, thì mình cũng nói ờ để thì em lúc đó anh không cãi nữa. Dạ. Yeah, yeah. Đó. Yeah. Như vậy thì anh mới nói vậy thì cái trụ đá thì có rồi, mình không có cự nữa. Yeah. Cái giờ mà cũng hỏi giờ nếu vậy thì em sẽ làm như thế nào để đảnh lễ rồi thờ cúng mẹ. Yeah. Thì anh nói là cũng y chang vậy đó, về anh cúng cái dĩa trái cây. Rồi cũng thực hiện như vậy đó, nếu mà đủ duyên thì năm mẹ xin keo cho năm mẹ sẽ được, thì mình thờ mình cắt miếu dựng lên. Yeah. Đó thì cũng về cúng trái cây rồi mình cũng xin keo, mà xin keo thì được. Dạ, yeah, được anh ha. Từ đó được xong cái nó gặp khó lắm, chuyện trở ngại cho anh với chị. Yeah. Đó, rồi xong cái là được mới điện lên cho ảnh. Anh mới nói là cần nhờ ngài đang mình coi những cái miếu hay là ngài thờ ảnh để mẹ về. Yeah. Thì anh chỉ coi là lúc đó là anh điện là ngày mùng 10 tháng 7. Yeah. Vừa rồi đó, tháng 7 âm lịch. Yeah. Là 2022. Yeah. Cái anh mới nói nếu vậy thì mình thỉnh mẹ thì ngày 15 đi. Yeah. Mà trong đó mình chưa có cắt cái gì hết. Yeah. Mà cũng có miếu này hiện giờ cũng chưa có biết là cái như thế nào, mà hồi nào giờ cũng đâu có cắt cái gì đâu. Yeah. Cái nói ủa vậy sao được anh? Anh nói thì cứ đảnh lễ mẹ thì được thì làm, không được thôi. Yeah. Rồi xong thì cũng nói vậy, cuối cùng mà hai anh chị là đang gặp là gắt gối là về tiền bạc ngăn lượng á. Yeah. Là mình xây cắt đây hết rồi. Yeah. Cũng không còn cái gì nữa hết á. Yeah. Rồi cái đầu là thấy vậy thì thôi, mới nói vậy thôi. Rồi mình còn lại cái gạch cù nè, rồi xi măng cù nè, rồi đá cù nè. Dạ. Rồi mình mới cắt mà kêu thằng cháu làm nữa, là thằng cháu đang xây dựng nè, nó hồi nào giờ con đâu có biết cắt cái miếu là cái gì đâu. Dạ. Nó là thợ mà nó ổng biết thì mình lại đây tao đo mà đo cái trong cái đầu mình suy nghĩ thôi. Dạ. Mình chỉ vậy đó, rồi nó xây, rồi xây lên tới là tới cái miếu này là cái đó cây sắt mà đổ dĩ trên á. Dạ. Anh cũng không có tiền để mua nữa. Dạ. Đó, đầu nó nói con còn 10 cây sắt rồi con bán chịu cho cậu. Dạ. Đó là thằng cháu vừa thợ. Yeah. Rồi cứ đem qua bán đi, cứ yeah. mua luôn, rồi ta làm trong vòng là chỉ có 5 ngày thôi là hoàn thành cái miếu. Yeah. Yeah. Ý nói là trước đây khi mà có cái miếu này thì anh đã tập trung tiền tài đồ lo cho mấy cái cò đồ ngoài kia hết rồi. Mà chưa có nghĩ tới mẹ. Nhưng mà quá nhiều chuyện nó kêu bằng nó ly kỳ. Yeah. Mình dùng tới từ hơi thần kỳ xíu là cò ở đâu tập trung về đây là yeah. mình thấy là nó hơi lạ xíu anh ha. Dạ, tại vì theo em, tụi em có tìm hiểu thì khu vực đây cũng có cây nè, rồi cũng có đầy đủ những cái mà cò nó tập trung về, mà duy nhất là ở mảnh đất này của anh hơn 30 công đất nè tập trung về đây. Rồi ở đây. Dạ. Đó. Rồi xong nữa là cái chuyện ly kỳ của mẹ nữa, rồi đầu hai vợ chồng không có tiền để nếu mà làm xong được đó
dạ. Rồi tới cái hình tượng của mẹ nè, hình hiện mẹ hiện giờ nè, dạ. Là anh cũng đâu biết gì đâu, dạ. Anh cứ đưa lên trên bà xã cũng không có tiền nữa, rồi dạ. Cũng thỉnh là thỉnh chịu người ta nữa, dạ. Ôi, dạ. Không biết gì hết trơn, rồi cuối cùng cũng bán chịu cho mình, dạ. Rồi bán chịu xong là rồi thước tắt thì anh cũng không có đo đạt gì hết trơn á, rồi anh thấy vậy được đó là anh cứ nói vậy thôi, rồi cuối cùng em thấy không? Dạ. Là năm mẹ là điều dạ. gan luôn là dạ. không có dư một cái ấy nào hết. Dạ. Đó. Còn cái chuyện này nữa là chuyện mới ly kỳ nữa. Rồi tới cái ngày mà nó đưa ngày 14 là bắt đầu nó gỡ mẹ về. Dạ. Đặng ngày sáng 15 đặng mình thờ. Dạ. Đó, ngày 14 gỡ mẹ về thì đưa sáng đưa sớm sớm liền, mà nghĩa là sai cái thước, không phải là năm mẹ này anh dạ. anh đặt. Yeah. Đó, rồi lộn cái máy điện trực tiếp là chảnh nó gỡ xuống thì trong đó là tới buổi chiều mới tới mình. Yeah. Trong buổi chiều là nắng cũng như vậy vậy nè, bà con ta đi chùa mà ngày 14 đó. Yeah. đi chùa xong cái anh vừa lấy thỉnh mẹ về tới cái quán cà phê đặng á. Yeah. Rồi vừa tới xong cái là tự nhiên cái phát lên mưa ầm ầm mưa rất là lớn luôn. Yeah. Yeah. Mưa là cỡ 15-20 phút vậy đó. Dạ. Cái anh ba mới đảnh lễ mẹ xong cái lao chùi cho mẹ nghìn nghiêng luôn, cái mình mới nói mẹ ơi mẹ về với con rồi, cái dạ. tự nhiên dứt mưa liền là dạ. cái chuyện mình không có tin được là cái chuyện lạ. Dạ. Rồi đó sáng tới ngày 15 dạ. ngày 15 thì cái này chưa gọi mà tụi anh cũng còn sơn phết để gấp quá, nói chung là gấp quá mình không có. Dạ. Rồi xong đưa mẹ ra đây cũng lao chùi tắm rửa rồi để mới đảnh lễ mẹ về cung. Dạ. Thì đưa lao chùi xong thì bắt đầu vừa cúng vừa thắp nhang đưa cho mẹ về cung là lúc 9 giờ. Dạ. Thì chắc sáng là trời nắng chang chang là có mấy cái dù anh phải che để cho thợ làm á. Dạ. Thì khi đưa mẹ vô thì bắt đầu trời mưa ầm ầm luôn, chừng nào mà anh cúng hết một cái tàn nhang rồi mới dứt dạ. mưa. Dạ. Đó là cái chuyện của mẹ rất là quy kỳ. Dạ. Và trong thời gian mà xây cái miếu này á, thì nó có hai cái hiện tượng nữa. Dạ. Thì hai thằng lính nhỏ thì con của thằng thợ với cháu của mình. Yeah. Thì nó mới xây thì thằng cháu nó trời mưa lắc gắt vậy nè, thằng con của thằng thợ nghe một người nào đó mà đẹp lắm nó yeah. hỏi làm gì đây vậy, nó xây miếu. Cái cha nói với bác nó thôi là đang xây mà hỏi ủa con nói chuyện với ai vậy, nó nói con có một người phụ nữ nói hỏi con làm gì đây, con nói con xây miếu nè. Cha nói với bác nó muốn bỏ chạy rồi yeah. trời mưa đang gắt gắt mà nghe nó tầm ở bên tay, rồi cha nó hỏi yeah. rồi nói sao vậy, rồi nó hỏi làm gì đó, rồi nó trả lời. Còn cái thằng cháu nó lại nhìn cái trụ đá đó, cái nhìn trụ đá nó thấy tượng là kỳ lắm yeah. để nói sao mà cái trụ đá có hình người mà hô và lé nữa yeah. nó vừa nói như vậy đó thì đồng nó chiều nó về là cái giò đầu gối nó bắt đầu sưng yeah. sưng lên vậy đó, sưng lên cái đầu nghỉ hết 3-4 ngày là rồi mà khi mà sưng lên thì trong tâm anh thấy nghĩ rằng chắc nó sẽ làm nó nói cái gì rồi chứ nó đâu có té bọng gì đâu mà nó lại sưng yeah. thì anh mới nói nếu mà vậy thì mấy con cứ kêu nó xuống đây rồi cứ chắc lẽ là đảnh lễ mẹ cái là hết à yeah. thì tới 3 ngày rồi thì không thấy nữa, là cái đầu gối nó cứ sưng bầm tím lên vậy đó. Cái bà ngoại nó mới xuống, bà ngoại là chị của mình, nó mới xuống ở đây nó tính ứng tiền để đi mổ cái giò. Cái mình mới nói cái gì đâu phải mổ, là chị cứ vô đảnh lễ mẹ đi, rồi nó nói gì sai với mẹ đó, mẹ chỉ trách nó thôi, rồi chị thắp nhang vậy nói là xin, như nó nhỏ nó không biết vậy đó, rồi xin tha thứ cho nó. Thì chị mới thắp nhang mẹ vậy đó, rồi cũng về chển hỏi nó có nói gì mẹ không. Yeah. Thì nó cũng kể là nó dạ con thấy cái trụ đá, con nói vậy nè là sao mà thấy trụ đá hô quá rồi lé yeah. quá yeah. vậy thôi à, chứ con không có nói gì hết á yeah. cái nó nói với bà ngoại nó vậy, thì từ trên vạt nó bước xuống làm cái cụp lại cái là hết dạ rồi rồi là không có đi mổ luôn dạ. Vậy thì cái miếu này hiện tại thì bà con mình đi ngang đây thì cũng gặp thì đến đây đánh lễ đúng rồi em đó dạ. thì bắt đầu đó là cái của mẹ thôi, là cái những cái gì đó sự tích thì anh sẽ kể thì yeah. Yeah. Rồi nếu mà mấy anh nói nếu không tin thì cái trụ đá đó, mọi người nào không tin thì lấy trụ đá đưa ra ngoài đi, thì yeah. có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách. Dạ, dạ. Cái quan trọng chính hôm nay là tụi em muốn đến đây cũng như là tham quan cái vườn cò, nhưng mà lại vô tình thì được nghe thêm một cái câu chuyện nó cũng hết sức là ly kỳ. Và chắc bây giờ quay trở lại câu chuyện mà vì sao nó có cái vườn cò này, anh có thể chia sẻ cho bà con mình, rồi mình vừa đi lại cái khu vực mà cò đông đông á, rồi mình kể cho bà con mình nghe luôn anh ha. Rồi thì xin mời các anh em mình cùng đi. Thì cái vườn cò của mình thì
Lúc đó là mình cuốc lên thì dạ. 2014. Dạ. 2014 thì tính là mình cuốc vừa để trồng cây thôi. Dạ. Đặng về hưu là mình có quán cà phê nho nhỏ vậy đó. Dạ. Đó, rồi thêm trồng dừa thì trồng năm thứ hai. Nó mới lú lên như một năm thì nó mới bị vậy thôi, anh mới trồng đó lần năm đó, năm thứ hai thì nó hơi cao một chút. Dạ. Cao một chút thì cò bắt đầu dễ kéo vài chục cặp à. Dạ. Không có nhiều. Cái về thì mình cũng thôi, mình thấy nó cái chuyện cũng phi lý thôi, cứ để cho nó cứ về. Dạ. Về thì một ngày kéo rất là đông. Đông. Dạ. Đông nghẹt luôn. Thì tới năm thứ hai thì là hai năm rưỡi là nó vừa mình có trái rồi. Trồng vừa dây với vừa chim lùng á. Dạ. Rồi xong thì nó có trái quằn xuống vậy nè. Rồi mỗi lần mình bẻ thì lúc đó là nó đi về không à, chứ nó không có ở nó đẻ như bây giờ. Dạ. Thì sáng thì 6 giờ thì nó đi tới 8 giờ đi hết trơn rồi, không còn con nào chứ. Dạ. Thì mình muốn vô khai phát dừa gì cũng được, mà từ 4 giờ là 5 giờ đầu nó kéo về thì không có chỗ đậu luôn. Dạ. Cái bữa đó vô tình là năm thứ năm rồi, mình đi bẻ dừa mà lúc đó dừa nó ngọt lắm, ngọt kỳ lắm, mà đi dạ. bán cho khách vòng vòng xung quanh đây nè, mà dừa mình thì trái nhỏ dừa dây, mà còn dừa dạ. của người ta trái bự bự không, người ta bán nó như thế nào đó, còn mình bán thì nó cao hơn người ta 20.000 nữa, mà dạ. dừa nó ngọt kỳ lắm. Dạ. Rồi mình không đi bán nữa thì người ta lại tới nhà người ta tự chặt luôn à. Dạ. Đó, rồi bữa đó là mình mới nói cái du dơ thôi, các vị cò các vị còn cọc, nếu dạ. mà ông ở miếng đất của tôi á, dừa dừa này thì ông phải đẻ chứ đi về hoài thì đẻ. Chắc, chắc nhờ anh vô đây, mình vô đây cho cò nhiều cho bà con mình xem á, như là em thấy đi đây là mình thấy cò nhiều đúng không anh ha. Dạ. Đó. Rồi, quá trời trong kia luôn à. Dạ anh vô đó cho bà con mình xem luôn. Trời ơi ở đâu mà nhiều dữ sao không biết. Dạ đó. Rồi xong cái đầu mình mới nói vậy thì vừa bẻ mà vừa đi rửa nén mà xịt nó cực lắm. Dạ cực rồi thì mình nói du dơ thôi, rồi thấy vậy nói vậy đó. Dạ. Còn qua một tháng sau là nó đẻ rồi, nó đẻ thì từ đó sau là mình nhường cho nó luôn. Dạ. Thì là anh nói chơi là mày tụi mày muốn ở phải đẻ. Dạ phải đẻ. Mày đẻ tao mới dừng nguyên dừng dừa cho mày. Dạ. Còn không á thì tao còn vô thu hoạch trái rồi buôn bán còn sống nữa. Dạ. Nói vậy thôi là một tháng sau bắt đầu nó kéo nhau nó đẻ. Dạ. Nó đẻ thì cái vườn của người ta thì cái vườn anh cũng có đi khảo sát ở vườn ở trên Bằng Lăng đâu đó. Dạ. Thì hỏi chú nói đẻ có theo mùa, hai mùa hàng năm hai mùa hả? Còn dừa cỏ đây thì đẻ quanh năm luôn, lúc nào cũng có trứng, lúc nào cũng có con. Dạ. Từ lúc nó đẻ tới giờ là nó đẻ cái trứng có con luôn. Đó. Trời ơi nó bay về coi kìa, trời ơi ở đâu mà đó. Quá trời vậy không biết. Còn giờ mình mới trồng nè, bây giờ dạ. mới trồng ra như cái hàng dừa này mới có cho trái thì ông cũng dành luôn, ông tới đây luôn, dạ. ra đây mới nhìn thấy. Trời ơi. Ủa vậy là anh đâu có thu hoạch dừa vậy được à? Không luôn rồi. Là nhường hết luôn. Ờ. Trời ơi nhường hết cho chim cò ở. Đó. Ông cò anh tính anh gọi là ông cò với ông còng cọc, các vị cò, các vị còng cọc, các vị cò nói vui vẻ thôi chứ mình giống như là câu chuyện mà ăn khế trả vàng vậy anh ha. Dạ rồi nói vậy thì nếu mà nó đi á thì mình vô mình thu hoạch. Dạ. Còn không á thì nó đẻ thì nhường cho nó. Dạ. Mình cuối cùng tới tháng sau là kéo rồi là ôi nó đẻ. Không biết quay điện thoại bà con mình có xem rõ không chứ ngoài kia kìa, trời ơi nó bay về kìa. Nó đẻ từ trên cây dừa mà xuống cái lỗ đó ra đất luôn đó. Trời ơi mấy cây bịch đằng thấp luôn, không thấy nhánh luôn á. Rồi một lát là mình vô mình coi nó đẻ, mấy cây này bên đây nó bên clip đây không có cây gì nó cũng vẫn đẻ luôn rồi nè. Là xanh sôi nảy nở trên này luôn. Nó đẻ bên đây luôn rồi nè. Dạ. Lát nếu không ấy thì mình vô mình lát mình coi chứ. Dạ dạ. Nếu mà nói với bà con thì người ta nó còn xạo hay là gì, mời bà con xuống. Bởi vì em nói lạ là tại sao bên kia cũng có vườn tược đồ đàng hoàng mà tại sao không tập trung bên kia mà chỉ gom duy nhất ở đây thôi. Dạ. Ồ bay trắng giả hết trơn nè. Đó, một lát rồi mình dạ. vô thượng tế rồi mình lấy coi trứng cò rồi mình coi cò từ cò con luôn mình coi. Dạ. À, là nó lúc là nó xanh sôi nảy nở luôn anh tính à. Đúng rồi. Dạ. Lúc nào cũng có trứng và lúc nào cũng có con. Dạ. Đó. Rồi nó tập trung về đây thì mình có cho nó ăn gì không anh hay là tự nhiên hết anh? Không, có nghĩa là phải tự nhiên hết à. Tại dạ. vì mình thì cũng đâu có gì đâu mà cho ăn, mà nó có cái là đặc tính của nó lạ. Dạ. Nó không có ăn ở đất nhà mình. Dạ. Nó đi ăn ở xa hoặc là gần gần đâu á, nó ăn thôi, còn với đất nhà mình thì nó không có ăn. Dạ. Cá đồ ở đây, đây là nó cũng bình thường luôn hả?
À, nghĩa là mình nuôi như thế nào nó cũng nhóc trơn vậy đó. Mình thả số lượng rất là nhiều, nó cũng nó đi ăn chỗ khác rồi nó về đây nó về đó chú ngủ xanh sao nảy nở thôi. Đặc biệt là nãy anh chỉ là nó chỉ xanh sôi nảy nở khu vực bên đó. À. Ở chỗ anh em mình đứng là không có cái dấu hiệu của còn nha cô chú chị. Đây là vòng vòng chỗ này là chưa thấy nè. Cái khâu này là không, mình không có để cây. Dạ. Không để cây cối. Cô chú anh chị mình nhìn cái hai cây bạch đằng bên kia không phải lá đâu nha, mà mấy con cò nó đậu trên đó, đó. Mà lá cỡ này, mà cỡ này đây nè, quăng hết. Cò cầm cọc đó. Không thấy cái nhánh luôn đó. Không thấy. Cò và cầm cọc. Cò đen 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 là cầm cọc đó. Coi như là cái cây như là 50-50 cái hoa đen ha. Có nghĩa là cò giờ nó lãng qua đây nè, giờ ông cầm cọc cũng kiếm đường qua nữa. Dạ, trời ơi, sao vậy? Mình đâu cũng ấy, giờ anh chồng tới đâu thì nó về đó nó ở hết luôn. Dạ, cái này là độc lạ luôn á nha, dạ. Nhưng mà lúc mà về nhiều vậy mình thấy kiểu như nó có bất ngờ không anh Lính? Cũng bất ngờ. Dạ. Khi mà mình thấy nó tự nhiên nó đẻ rồi, cái nó mà đẻ quanh năm thì tự nhiên cái một cái lạ của mình nữa. Và cái thứ hai nữa là mình trồng cái cây gì tới đâu thì bắt đầu nó dành biết rồi. Cái hàng dừa mình ăn trái cũng ấy luôn rồi, cái bây giờ thậm chí mình không bắt á thì có khi nó đi vòng vòng vô nhà mình. Đi vô nhà luôn. Nó đi rồi mình đi vòng 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 luôn, tại mình không có bắt nó. Dạ. Nó cứ đi vòng vòng vậy. Có bữa hổm là vô vòng trong phòng của bà mẹ ngoài. Dạ. Nó ở trống. Dạ. Phải đuổi nó ra. Ở đây đặc biệt tụi em còn biết là anh Tính là đặc biệt là bảo vệ đàn cò này 24/24 đúng không anh Tính? Đúng rồi. Dạ. Có đặt mấy camera rồi, chứ hồi trước đó thì chưa có cắt cái quán á thì mình phải làm hàng rào kiên cố. Dạ. Rồi tới giờ mình bán cắt cái quán rồi mình ở đó rồi, người ta không còn phá nữa. Dạ. Mà có cái lưu kỳ nó có phá chỗ này là 12 giờ đêm nó mới phá. Dạ. Mà vô tình là anh có bắt được luôn. Dạ. Bắt được. Hiện giờ là vẫn còn cái tình trạng vô đây săn bắt cò. Vẫn còn, không bây giờ không còn nữa, từ lúc mình để cái bảng mình để ấy rồi là không còn dám bắt. Có được bao nhiêu chủng loài trong này không Tính? Nó cò thì 3-4 loại. Dạ. Còn cầm cọc thì nó có 2 loại. Dạ. Loại mối vàng và loại mối cục. Dạ. Trong đó có chích, rồi có bánh ít nữa, con bánh ít. Dạ. À. Con chích và con bánh ít thì nó hình như nó cũng có 3-4 loại rồi, 4-5 loại. Dạ. Dạ. Cái vườn cò này là người lạ đi vô được hay là mình ở anh đi vô được anh? Có nghĩa là khi mà người lạ đi á thì nó cũng được, mà có nghĩa là nó hơi la. Dạ. Nghĩa nó bay nó hơi gậu lên. Còn ví dụ như có mình đi thì nó chỉ bay nó đảo vòng thôi, nó không có la. Bởi vì nãy giờ thấy anh Tính đứng ở đây một cái khoảng cách rất là gần mấy con cò kìa đó. Cô chú anh chị mình xem đây cách rồi đó chừng mấy bước thôi đó là cò nó nằm nó đứng thinh bên đó đó. À, có nghĩa là mình vô thì nó có người khác vô thì nó bay nó hơi la. Dạ. À, rồi mình vô thì với mình thì nó chỉ bay thôi, nó không có la. Dạ. Nó bay lên đặng cho cái dạng như nó đảo lên cho mình coi vậy đó. Dạ. Thách cho coi vậy. Dạ. Dạ. Nó giờ chát bên đây cũng nó đâu có đâu, mình lại nó cũng nha. Dạ. Này kìa, nó đậu kìa, nó lấy kìa. Vậy là bây giờ là nó mà lại nó cho quay. Dạ. Phim kìa, nó coi. Dạ. Đậu gần đây luôn. À, hơn 30 công đất này là bây giờ anh không ca công tác hay làm gì hết, là chỉ nhường cho cò với dạ, chim nó ở hết. À, cái đó thấy không nó. Dạ. Giờ em coi nó mới cắt mới nhiều đó rồi nó ra nó ở rồi, thấy thường. Dạ. Nó không. Trời ơi nó chăng. Dạ. Giống như mày dịch của người ta nuôi. Ôi y a như dịch chạy đồng nha anh. Trắng ngoài kia chân kìa. Coi như là không cần câu đi cây để đậy đậu luôn ha. À, yêu cầu đất mình tới đâu nó về đậu tới đó đậu thôi. Đất luôn. Nhưng mà điều đặc biệt là nó chỉ đậu trong không? Cái phạm vi là ranh đất của anh thôi. Đất của mình không. Trời ơi. Chứ không có qua đất của anh ta. Dạ. Như anh kể là nó cũng khôn chứ nó không ăn cá trong địa. Ừ, nó không ăn cá trong địa luôn. Dạ. Nó đi ăn chỗ khác. Nó đi ăn chỗ khác. Rồi. Dạ. Một lát mình vô chổng rồi hình như nó ói cá lại như này luôn. À. Luôn nè. Nhưng mà cá anh nuôi thì mình phát hiện là vẫn còn nguyên. Vẫn còn nguyên. Dạ. Tôm cua nó vẫn còn nguyên chứ không có cá. Ở dưới này là anh có nuôi tôm cua nữa anh Tính ha. Nuôi cua luôn. Dạ. Lúc đó thì Tính giữ cá cái nước ngọt mà nhưng mà mình lúc mình mở cái quán á. Dạ. Thì nước ngọt thì nó bị giật xuống nó hôi. Dạ. Khi mà nó bị ảnh hưởng tới môi trường. Dạ. À, cho nên mình thôi mình hy sinh cá nước ngọt là. Dạ. Mình nuôi mấy con cua mấy con tôm khi nó 6 tháng này 6 tháng kia. Dạ. Nhưng mà nó cũng có lợi là anh đâu có cần cho con tôm cua ăn gì đâu, tại vì nó tụi nó đem tụi nó tha mồi về cho cung cấp cho mấy kia hết rồi. Dạ. Nói chung là nó cũng có tha mồi về gớt á cho con nó ăn đó, gớt. Dạ. Lại thì chúng mới giống mấy chồng rồi mấy ảnh đậu mà vừa bọn gì nó quằn hết trơn. Chắc hẳn là cô chú anh chị cũng đang háo hức. Dạ. Là anh Tính tự mình dắt mấy anh em mình. Dạ, dạ. Mình đi vô chổng nha. Dạ.
Dạ. Để coi có đúng như cái lời của anh Tính nói hay không, là có ảnh đi là cò nó không có gộ lên. Không có là. Không có ảnh đó, là cò nó gộ. Ừ. Từ khi mình dựng bảng lên là để đây là vườn cò gì anh Tính? Vườn cò An Lạc. À, An Lạc. Từ đâu mà mình suy nghĩ lên mình đặt cái tên là An Lạc anh Tính? Tại vì mình thấy khi mà khách đồ người ta đi hay là về, về gia đình của người ta là nó hơi bị gói. Dạ. Mà dạ. Đi chơi tâm không an lạc. Dạ. Thì thấy nó cũng không được tốt thì thôi mình nghĩ tới cái vườn cò để mình đặt là vườn cò An Lạc thì dạ. Khi khách vô thì cái tâm cũng an lạc, nhìn thấy những con cò thân thiện với mình. Dạ. Để cho nó là mình lấy cái từ là vườn cò An Lạc. À, vậy là ở đây ngoài anh Tính bảo tồn các đàn cò và cồng cọc mà anh Tính còn đón khách tới tham quan cái khu vườn này. Tại vì ở ngoài kia mình thấy có cái quán cà phê đó cô chú anh chị, là để bà con tới đây uống cà phê rồi tham quan luôn hả anh Tính? Để bà con xuống uống cà phê tham quan, nhưng mà mình có đặc biệt cái là mình không thu vé. À dạ, là miễn phí cho bà con mình. Miễn phí bà con là đến á, uống nước cũng được mà không uống cũng được, tại vì mình không có đặt niềm tin là để tiền thì cũng ham lắm. Dạ. Nhưng mà mình cũng không có đặt nặng cái vấn đề không là thu phí. Thu phí gì hết trơn á, có nghĩa là tiền thì ai mà không ham mà, nhưng mà con cái á thì mình làm sao mà trời cho mình được cái gì thì mình hưởng cái nấy thôi. Dạ. Thì cũng xuất phát từ cái tên mà An Lạc anh ha. À. Dạ. Thì à. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi về vùng miệt thứ hoặc là cô chú ở xa có thể xuống vườn cò An Lạc ngay tại chính gửi đi xuống thì có cái bảng nó sẽ chỉ vô đây. Rồi mình xin mời anh đây là cái chỗ quán cà phê ăn uống thì mình có mấy chỗ ăn uống riêng cho cô chú anh chị dừng chân để nghỉ ngơi được. Có nghỉ ngơi luôn. Anh làm là thích thì ấy thôi, mình không có. À, nhưng mà cho em hỏi xíu này là trong quan gì tới cò không, là đặc biệt mình bảo vệ hoàn toàn đặc hết. Biệt là cả trứng mình cũng không bắt luôn. Dạ. À. Cả trứng mình không bắt mà cò mình cũng không luôn, có nghĩa là khách... thực đơn là chỉ đãi món còn những món ăn khác chứ món ăn khác có nghĩa là không có nhắc tới cái món cò à. Món con chim cò là không có. Dạ. Nói chung là ở đây mình bảo vệ chúng là tới chắc mình không chứa đi cho anh Tính. Dạ. Tính ngồi sao em thấy là tổ rất là nhiều luôn anh Tính. Ừ. Dạ đó em thấy không đó. Dạ. Nó chín rồi đó. Dạ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình trải nghiệm mà mình ở dưới mà cò ở trên này là nó chỉ bay lên vậy thôi. Trên trái cây rất là nhiều tổ luôn kìa. Ôi nó gỗ. Nhưng mà nó không có là. Dạ. À. Không la anh ha. À, cứ bay bay vậy đó. Nhưng mà tụi em mà đi không như vậy thì nó sẽ la. Nó là. Em thấy như này mấy con cò con nè anh. Ôi ôi đã quá. Trứng đầu quanh năm luôn. Ôi tuyệt không anh ngăn. Đấy là mình tặng mắt luôn không? Con này mấy em dạ. Chưa biết bay phải không? Con này sao mà nó gớt mà nó đu vậy, thấy thương nó không? Đó, mấy có con này nó gớt là sao nè anh? Nè gớt nó cứu nó đây. Dạ đâu anh. À, cái đó chưa đủ lông luôn á. Mấy cái này nó còn non nè. Dạ, dạ. Sợ gớt cái nước nó đeo lại á. Dạ. Ồ nó đeo lại tôi nghe sao ảnh vô ảnh giải cứu liền kìa. Ồ anh bay. Thôi nha. Rồi. À, thông thường á cô chú anh chị không phải chỉ riêng gì cô chú anh chị mà những anh em mình nè. Đi ngoài ruộng á là gặp những chú cò là không nó thấy không nó gớt là nãy đâu đây mà thấy thường đâu à. Cái đó cả bao lâu mới đủ lông anh này chừng vậy? 10 ngày 15 ngày là nó bay rồi. Mình thấy cái cách ảnh năng niu con cò là giống như là vậy hả gớt không đủ hả rồi ở đây nghe lát mẹ về nó đi rồi chứ không đó đậu ảnh đậu lên rồi đó. Trên cái cây này thì có khoảng mười mấy cái tổ cò như thế nào nè quá trời tổ trong đó đó. Hello, chào tụi con nha. Ôi, tội nghiệp phải không? Thấy thường không? Dạ. Đeo tay sáng rồi nếu gớt xuống thì nó chạy nó chết. Dạ. Nó đeo bên đây nhiều cò non lắm nè Quỳnh Trung. Dạ. Cò non kìa. Nó cò con à. Đây là một cái khung cảnh mà trải nghiệm phải nói là hết sức tuyệt vời luôn á. Ôi, ôi kìa. Ôi, mới nở luôn. Nguyên một tổ dạ. Luôn kìa, nguyên tổ luôn kìa. Hello. Ôi, nhìn xuống kìa. Ôi, đã không anh kìa. Đó. Cái cây dịp lắm á mình dạ. Tiếp xúc gần với đàn cò vậy cô chú chị. Thông thường mấy anh em đi ruộng á, ở quê mình cũng hay đi ruộng. Nè thấy trứng không? Không bao giờ đứng gần được mấy con cò đâu. À, trứng. Trên đó có hai ổ trứng luôn kìa. Ở trên cây dừa. Thì tự sanh tự nở ra luôn. Đó. Dạ. Đặc biệt đó là như anh Tính kể là lúc dạ. Xưa còn cái nạn mà vô đây được. Rồi, mấy anh em lên coi trứng thực tế dạ. Luôn nè. À trứng trên cái tổ đây hả? Ừ. Lên tổ kìa, lên tổ lên coi kìa lên. Đi. Không phải là ai cũng như anh Tính đâu nha cô chú anh chị. Chăm sóc mà thương cò giống như là người thân vậy á. Đó, trứng rồi không?
này được ngổ trứng, dạ. Bên kia cũng có trứng nữa kìa, hai ổ kìa. Rồi cho bà con mình được tận mắt xem cái trứng cò mà Eden Tính bảo, anh Tính bảo vệ nè. Trời ơi. Nó đẻ với cây bát. Trứng màu xanh dạ. À, bên đây cũng kìa. Có nữa. Trời à. Ơi. Rồi bên đó có hai trứng nè kìa chú anh chị. Ừ, nghe nó đẻ đậu tự... lên cả trên đọt dừa luôn. À, thông thường là cò nó đẻ một tổ gì là được bao nhiêu trứng? Từ 6 cho đến 2. Từ 6 trứng đến 2 trứng. Trên đọt dừa dạ. Ở đây nè anh nè. Rất là nhiều. Ôi, mẹ cài một lái luôn rồi, nếu lỡ có trái rồi sao vô đốt. Bây giờ trái nó cũng không phát triển nổi. Ở những chú công cọc này có làm tổ ở đây không anh? Có luôn, nó đẻ bên cây mấy cây gừa bên kia. À, nó khôn lắm, nó không có đẻ cây dừa. Nó bít cái cây luôn kìa công cọc đó. Nó đẻ bên mấy cây của nó là cây cây chàm. Cây bạch đằng ấy, cây đó cây bạch đằng anh ha. À, này cây bạch đằng. Phải khi á mà đi xin cái vườn dừa rồi đổi lại nuôi đàn cò và công cọc mà có thêm cái thu nhập. Nhưng mà nuôi đàn cò và đàn công cọc không thu nhập thêm. Bà con vô đây là miễn phí chứ không phải là vô phải mua vé mua gì hết trơn luôn chứ chị. Nó tóm lại là bây giờ là trắng luôn rồi. Ủa có trứng nó rớt cái này nữa là trứng nó nở rồi anh. Nó nở rồi. Ghê không? Nó đây nó đi với nãy giờ coi hay đâu nó tập đi nè. Dạ. Trời ơi. Đó, như ấy luôn. Đang trên đổ kìa, đang trên đổ kìa. Có những con kiểu như là nó sức khỏe không tốt hả? Dạ. Là lý do là nó đi ăn á. Dạ. Nó đi ăn ở ngoài á thì bị thuốc á, bà con người ta thuốc về rồi nó về. Dạ. Nó cái dùng thuốc rồi chết ở đây. Đang chuẩn bị tập bay nè. Dạ. Trời ơi cò mà em tưởng tượng giống như nuôi mấy con gà ác vậy đó anh kìa. Lơ nó cho nó chứ. Quá xá luôn rồi. Mình có cái like cam nha. Dạ. Ở trên xuống cho mọi người anh chị. Ôi nó về kìa. Đó. Giờ này là tập trung về đó anh Tính ha. Nó đang tập gì ông về đó. Dạ. Nó kìa con rồi, thấy không? Ba con đó, mổ ba bốn con. Trời ơi, cái cây bạch đằng là coi như là cọng cọc đậu là như là một cái cây chỗ hoa hoa đen luôn ha. Đây cũng là một cái trải nghiệm thú vị khi mà bà con tìm về tới đây nè, được tận mắt chiêm ngưỡng. Nó đây bày nó đảo cho mình coi chụp hình đó. Ôi ơi. Ôi ơi. Nó không có la, có cái nó la thôi. Nó còn bằng bình thường người khác bơi vô nó la. Nhưng mà nãy anh muốn chia sẻ là có anh đưa dẫn chỉ như dẫn đoàn đi chở tụi em đây. Ví dụ như những đoàn khác tới mà không có anh nữa thì người ta tự bơi thì nó la. Nó là quát vậy đó, mình nó là mình biết rồi thôi vậy thì mình bơi theo người ta. Dạ. Để cho người ta đi theo. Mà có trong cái đoàn nó có anh có mặt là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Nó kìa thấy không cá nó thà về kìa gớt cái đất kìa nó còn ăn kìa. Ôi ơi. Đó. Còn dưới này là nó có mấy con cua. Coi như là cá tha về chứ rớt xuống là cua. Ừ. Dạ. Tính ra là mấy con cò này cũng thông minh đó chứ. Đó. Đâu nhóc hết trơn à. Quá trời trên cái cây này cây chùm mòn hay cây gì anh Tính mà quá trời tổ ha. Cái này là cây gừa. À, cây gừa. À, cây gừa. Hưng cò gãy đầy xuống đất này cũng được. Nhưng mà ở đây cũng như cỏ để không có mệt nữa luôn. Vậy là anh Tính ở đây là có cái biệt danh là bà con phong tặng cho anh là người đàn ông tặng 30 công đất cho cò đúng không? Thì dạ. Cái đó người ta tặng thôi. Tặng cho cò luôn anh á. Mình thì dạ, kể. Ôi ơi. Đúng rồi. Mình tính đâu là nó bay cái hướng đó luôn nha, mà nó bay đảo. Cái này bay qua được không anh? Được. Nó bay đặng cho mình quay thôi chứ à. Dạ. Cũng biết điều quá. Ôi ơi. Có khi mình nói thì bà con ta nói là mình sao có đếm được không, dạ. Vô đây đếm giùm. Sao đếm được? Nói chung là mấy chú cò và mấy chú cồng cọc này cũng kiểu như cũng biết là có qua có lại. Bây giờ kiếm cái vườn dừa hết rồi, giờ ông chủ ông thu nhập sao đây? Cũng phải nhảy múa hay bay lượn gì đó để cho... Rồi gớt nữa thật rồi. Người ta biết đấy. Ôi ôi. Không, bay lượn cho mình quá coi. Quá xá luôn rồi. Nếu mà mình đi như đây mình gọi đèn chắc nó đậu yên một chỗ là nó nhiều lắm. Thì cũng nhiều lắm. Ừ. Nó bay loạn xa cho mình không biết trắng đen chứ giờ không biết chi trắng thì nó đúng tại vì có cọng cọng. Anh ngang đến thử coi nhiêu con anh nha. Thôi thôi. Không phải riêng mình đâu mà anh Tính ở đây là anh là người chủ ở đây mà chưa chắc gì anh ta đếm được bao nhiêu con ở trong đây. Ừ. 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 Rồi nó bay. Hai em tao non ở trên cây nhỏ. Trời ơi trắng trời ở trên trời ơi. Ở đâu mà dữ gì?
trước mắt anh kìa, anh coi trước mắt anh kìa. Đó. Ừ. Đảo đảo vòng vòng đây xong rồi có khi nào hồi bay chỗ khác trốn luôn không anh? Không có đâu, quay là nó đảo lại cái mình bơi dưới kia, cái là nó lát nó quay lại cho mình quay quận nữa. Dạ. Lúc mà mình cần về á, nó quay kéo lại cái. Anh có huấn luyện nó không mà sao nó khôn vậy? Không biết, nó tại nó thôi nhưng mà. Dạ. Con non á, lý do là người ta thuốc con mẹ đó. Dạ. Rồi không còn để nó tha mồi về cho nó ăn á. Dạ. Rồi nó cũng phải chết theo con mẹ nó, mấy cái đó thì anh không cứu được. Dạ. Mình thì không có biết về cái này nhiều. Mình cũng không có kiểm tra, mình kiểm soát nổi được. Dạ. Số lượng quá trời nhiều anh ha, mình dạ. Không biết được. Đó, đây nè. Trời ơi, nó kéo. Quăng cái độc dừa luôn, cái lá dừa luôn kìa. Đây giống như là một cái vũ duyên, tự nhiên mình chỉ nói một cái câu mà giống như một câu mình nói đơn giản thôi. Cò nó bay về đây rồi, để nhau một ngày nào đó thì cò này nó bỏ mình đi rồi như thế nào anh Bích? Chắc là mà kể nó không có là bỏ mình đâu, tại mình đâu có bắt nó đâu. Dạ. Nói chung là nó không bắt luôn rồi mà nó không có ập. À, nè trứng nè em lên vô đây nè, nhiều rất là nhiều trứng nè. Ôi ôi cái cây này. Còn non ở trên đó là đó. Mình nghĩ là chắc mình không động tới đâu, tại vì nha, động tới thì nó ảnh hưởng trứng. Ừ. Đó, mình cứ mượn nó bình thường nè. Con dạ. Trứng nè. Anh đang ngăn ơi, có thể mình lên quay cho bà con xem còn non ở trên cái tổ kìa. Tổ luôn. Rồi tặng tặng mắt sờ còn non luôn đi. Dạ dạ. Rồi để Phan nghe để anh đậu ra đây. Để kiếm. Lên đó để được xem những chú cò luôn. Tặng tay sờ luôn. Kìa anh Linh, cái bên tay phải anh có cái trứng anh Linh. Mình đây là đó, đó, trứng đó, nè, đó. 4 trứng nè. Đây 4 đó, trứng, trứng nè. Bự luôn đó. Bước lên được không? Mình không cần phải lên nhiều đâu, mình đứng đây. Dạ, đứng đây là mình thấy rồi. Rồi. Nè bên đây 4 trứng nè. Trứng cò luôn. Mình giao lại cho bà con xem. Kìa hai ảnh kìa. Nè. Đó. Ôi ơi, 4 trứng. 4 trứng luôn, à, trứng cò màu xanh. Dạ đúng rồi anh. Nào giờ mình nghĩ là giống trứng vịt. À, cầm cọc đen thì màu trứng nó màu trắng, còn cò thì màu xanh. Dạ. Rồi, ở đằng kia mình kiếm một cái ổ trứng cầm cọc thử anh Tính. Trứng cầm cọc thì nó trên cây cao lắm, nó đây đó mình không có thấy. Nó làm trên cao mà. Hay cò thì nó đẻ dưới đất luôn à. Nè. Nói chung đó hả, nó đã mượn thôi mà. Mượn chơi kiếm thôi con. Cái bầu nó bự gì? Ừ, mới đẻ này mấy mấy ngày à. Có đó cò con á. Cò con đó. Trời ơi quá trời luôn kìa. Lừ tổ luôn, cò non không á. Ơi có thằng em hình như là em bị xỉu trong đó hay gì kìa anh. À, là nó ngủ. Ngủ quá anh hả? Ngủ hay là ngủ em ấy ngủ. À kìa kìa, còn anh đứng lên anh nhìn, ê anh ngóc lên anh nhìn kìa. À. Rồi đây nè quý bà con ơi, đây nè. Nổi nhiều lắm. Đó, còn non. Nó xanh rồi quanh năm luôn nó tự nó nở trứng rồi cái nó lớn lên. Con thấy rất là nhiều tổ. Cái con cò non là cái màu da nó cũng giống như cái trứng luôn anh Tính ha. Ờ à, cái màu xanh ha. Nó cũng màu xanh luôn. Ồ nó bay lượn nó đảo về đây. Ôi ôi ở đây nè. Cô chú anh chị ơi ba trứng luôn. Đó. Ba trứng. Ôi ôi trên kia nó kìa, quá trời luôn kìa. Nói bên kia trứng lừ hết luôn. Dạ. Tính ra giờ là nó nhảy đẻ anh ha. Bởi vì anh nãy anh ngăn hỏi là cái đàn cò này có khi nào nó gề anh Tính đi, là anh Tính đảm bảo là không đi được. Dạ. Tại vì quá trời. Gặp ông chủ thương vậy rồi. Ồ đây nè quý bà con thấy nè, ba con trứng ở đây nè. Dạ thấy luôn rồi, Tính được. Đó. Anh thương anh bảo vệ về sao nổi đi được. Chấp nhận hy sinh nguyên cái vườn dừa này, không lấy trái cũng không có làm gì hết, để cho cò ở thôi. Dạ. Không có thu hoạch, không bắt gì hết. Chứ bây giờ cò ở đây rồi, dừa nó cũng đâu có phát triển được. Coi như là cây dừa đó là hết chỗ để đóng ổ luôn anh. Đó, bích luôn rồi. Dạ. Rồi anh bay kìa. Quá xị luôn rồi. Ở đây lượn giờ vòng vòng cái khoảnh đất này không cô chú chị? Hay thì chắc kìa, anh đảo vòng 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 đi không? À nãy giờ qua đậu nghỉ bên đó thì chút bay trở lại đó. Em nhìn mấy con cò này giống như là nó biểu diễn cho khách du lịch mình xem với anh. Dạ đúng không anh, tại vì nó bay vòng tròn luôn kìa, mấy anh thấy không? Đó.
cò là nó bay từ cái khung viên đằng kia nó bay vòng tròn lên nè. Tới cái ganh đó là đảo lại thôi. Đúng rồi, nó không bay qua ganh đất khác ha. À. Ôi ơi. Mấy trứng à? Ba trứng. Rồi, cái cây vậy rồi cũng đóng ở được nữa nè. Dễ đẻ à, trên đó nữa đó hả? À, đúng là vô những cái chỗ tự nhiên như thế này nè, cô chú anh chị thấy mà kiểu như là thấy nó mắc ham, mắc mê á. Thông thường là ở ngoài thì mình không phải mình nói chứ, tại vì cái cuộc sống của bà con người ta ở bên ngoài á, là người ta vì cuộc sống mưu sinh người ta săn bắt hết rồi. Cho nên nó nhiều cô chú anh chị xem được đoạn video này á, nhớ chia sẻ cho nó lan tỏa hơn để cho nhiều cô chú anh chị mình biết gìn giữ cũng như bảo tồn giống dạ, như đúng rồi. Ở đây phải bảo tồn mà nó có thêm cái thu nhập gì đâu. Đây là dạ, chiều chiều các bà con mình ra đây xách máy cầm live stream rồi chơi cũng cũng tuyệt anh tính ha. Dạ, kìa có một cô live stream kìa. À cây mắm hả? Không, cây mắm mau lớn anh. Thì dạ. Mà không biết là cò nó có thể làm tổ trên đó được hay không? Nó cây mắm nó tàn vậy đó. Dạ. Ừ, là trồng những cây mà nó nhiều nhánh á, nhiều nhánh sẽ có lợi hơn là những cây thấp thấp như vậy. Và cái thứ nhất là sau này nó có bóng mát nè, bà con ta có thể đi vô đây bơi à, cũng mát hơn. Có nghĩa là này anh trồng thử 3 cây nè. Dạ. Dạ. Giờ nó cũng sống tốt rồi này, giờ nó tiếp tục anh mưa lên rồi sẽ trồng kiếm hộp về giải luôn. Dạ. Anh bay sao hay ha, bay đúng trong khung viên đất thôi chứ. Đúng rồi. Không có mép ra ngoài được. Tới bờ ngang đây lúc đó mới à, cái khu này đấy. Kiểu như là đã định vị rồi ha. Là không có bay qua khu khác được. Ông dành luôn. Dạ, dành luôn cái khu này luôn. À. Để mình thu hoạch dừa. Dạ. Tới giờ ông qua ông lắng. Dạ, ông qua ông lắng bên đây. À. Tức là coi như là sinh nở nhiều quá rồi cái dân số tăng lên ha. Dạ. Tăng lên rồi mới qua đây. Quá trời luôn rồi con ơi kìa. Qua đây chiếm hữu cái rừng dừa ăn trái coi coi hả? Bên đó là đất của anh Tính, còn bên đó là đất hết nè. Ví dụ như mình mua thêm vài miếng bên đó là còn nó có biết là đất của mình nó qua ở tiếp không ta? Mua là anh biết đi trang nha, anh nếu mà bà con không tin phải không? Để cho mình thuê hay là gặp với nhau nha. Ờ. Này để tôi lên 5 năm đi, nếu mà cò nó không ở tôi trả tiền gấp 3 lần. À. Thì cho nó đi. Dạ. Chắc ăn luôn ha. Trời ơi, mỗi cái cây bành bác này đây là 4 tổ quý bà con, có cò non trên đó kìa. Đây là 5 năm đây là nhiêu đó tôi lên lấy cây chậm. Dạ. Nếu mà con cò nó về nó đẻ nó ở thì bà con cho đi tôi. À. Bởi vì cô chú anh chị mình nói là tại sao anh Tính ảnh hiến 30 công đất cho cò. Nó dạ. Vừa vậy rồi sao bán cho bà con. Kìa, đóng tổ lên đó hết trơn. Rồi. Là anh để cho nó héo rồi nó hư luôn. Chứ không làm được cái cây kia đang mình trồng mình làm cho thôi hoặc là thực hiện rồi thôi. Khi nói là hiện giờ là những khoảnh đất xung quanh cái khu đất của anh Tính ở đây là cũng có chủ nhưng mà cò nó không ở. À, từ khi nào mà anh Tính ví dụ như nãy anh Tính có nói từ khi nào anh mướn hoặc là anh mua được cái đó thì bắt đầu cò nó tự động nó chạy. Đúng rồi. Bên đó nó ở. Ủa, chú anh chị nhìn đó. Xa xa trắng trắng kìa nó bay kìa. Anh thấy cái bên kia cũng cây nhóc hết trơn mà đâu đậu đâu đúng không? Rồi. Chỉ đậu ở đây thôi. Đậu đây. Là đây là không phải tự nhiên đâu. Tại vì đầu video anh Tính đã kể cho anh em mình với lại bà con mình nghe một cái câu chuyện rất là ly kỳ về cái ngôi miếu đó rồi. Yeah. Thì chắc hẳn một điều là ở đây nó có một cái chuyện gì đó mà nó khó lý giải lắm cô chú anh chị. Cũng có thể mình nói hôm nay. Yeah. Đất lành thì chim nó mới đậu. Đất lành chim đậu. Mà ở đây thì cò. quá trời luôn kìa. Cầm cọc cô chú anh chị. Mà anh Tính có nghĩ là ở đây là đất lành không anh Tính? Dạ. 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 Ai phá thì nó ở thôi. Còn nói với cái đất của người khác chắc lẽ nó phá rồi nó về. Ừ. Nó không ở lý do gì. Ừ, thật sự em cũng có biết nhiều nơi cũng có cò nó về như vậy. Nhưng mà nó không có rộng, nó không có nhiều như cái chỗ của anh. Thì ở An Giang em cũng biết một chỗ. Nhưng mà bình thường là nó chỉ dọn dẹn một cái phỉnh nào đó thôi. Nên cái số nó cũng có nhiều. Mà thường thì người ta nói là cái gì già cò nó ở đất chỗ này chè chốt chàm rồi con cò vừa nó đâu có thấy mà nhờ nó có lạ đây là vừa nó đã với lại là nó đâu nó ở thấp gì đâu, nó ở cũng phải cao chứ. Nhà thấy không, các cái ấy nó làm ổ rồi là tế trong nhà anh nó cũng làm đội ổn đó luôn. Đây,
Cô chú anh chị, anh tính là làm một cái đài quan sát để lên cắm cò trên đây. Dạ. Lý tưởng của ta. Ngắm luôn, có không đi qua ngạt nào bà con. Dạ. Mình không có thả. Dạ. Giờ cho nó rồi, nó năm nay rồi thấy nó hôi quá, cái mình mới hút cá độc. Dạ. Nó để cá độc không à, để nước ngọt á. Ừ. Rồi cái đầu nó lưng quá là thấy nó bị hôi. Dạ. Hôi đầu mình mới thuốc cá độc. Thuốc cá độc cái mình mới nuôi lại thử mấy con cua. Nghĩ cua thì nó cũng sống được. Rồi nếu mà nó có thu hoạch được thì thu được chạy đó. Ừ. Nếu mà may mắn thì thu hoạch, còn không may mắn coi như làm mồi cho cò hả? Mồi cho cò. Còn dạ. Nếu mà có nhiều quá thì cho khách trải nghiệm xuống đây câu trực tiếp luôn, rồi muốn ăn đó thì mình ăn, rồi không ăn thì thả lại. Ồ vậy là sắp tới anh tính cũng ấp ủ là cho khách vô đây để câu cua. Trải nghiệm câu cua. Dạ. Nếu mà thấy con nào mình cảm thích ăn được thì cứ ăn. À. Còn không được cứ thả lại. À, lúc đó rồi không bán vé vô người ta câu hết cua của mình thì sao? Không, câu khi đó mình đem vô mình khách ăn căng là căng là dạ. Cua hiện từ người ta bán sao mình bán cho khách như vậy. Dạ. Kém nói chung là mình bán theo giá thị trường ha. Bán theo giá thị trường thôi. Thì bà con nghĩ rằng vô khu du lịch để người ta chặt chém thì vô thử đi rồi biết. Cũng tùy nơi thôi chứ cũng không phải là kiểu như là quơ đũa cá nóng được. Sắp tới đây thì chắc cũng hy vọng mình đủ duyên sẽ quay trở lại đây, lúc đó cua nó lớn, tại vì bây giờ em thấy cua cũng còn nhỏ nè. Này chắc cỡ tháng nữa mà đến tháng nữa là mình đầu câu được. Dạ. Mấy ốc đinh là tại vô mình có ốc đinh nhiều lắm. Dạ. Yeah. Cua mình có ăn sống được không ta? Cua không cho không được đâu, tao lắm á. Cua tanh lắm. Cua nó tanh ăn ghẹ. Ờ phải như ghẹ hay tôm này chắc mà kêu mà vô câu mà căng ký chắc nhập mấy tay bợm nhậu rồi vô đây xử tại chỗ luôn. Cua tầm lắm. Dạ. Đây là anh nói là có cá đói mà. Cá đói với này mình phải thấy rồi. Dạ. Chán ăn một thứ. Đó tổ ông đằng cây đó đó anh. Tổ ông đằng cái cây đó. Rồi à. Dạ. Thế là cá đói sau này bà con vô đây cũng câu trải nghiệm luôn. Trải nghiệm luôn. Dạ. Dạ. Coi như là bà con trải nghiệm mà dính em nào thích em nào là cứ chế biến mà em đó. À, chế biến món ăn. Còn không thì thả lại bình thường. Dạ. Yeah. Nhưng mà về con cái là cò là không đụng tới. À. Tất cả. Dạ. Nghĩa là chỉ ăn những món ở dưới nước. À. Đây dính đó chưa? Giờ này là sắp tới giờ ngủ của mấy ảnh rồi. Đi vòng nãy giờ mấy ảnh cũng nghiêng xuôi hết rồi ha. Còn đá nhau kìa, còn đánh nhau kìa. Giành chỗ. Giành địa bàn anh. Ồ, anh đậu mà mấy con đen đen đó là con gì giống con vịt của ta? Không cọc. Không cọc á anh. À. Đây sát bên luôn nè, đó mấy ảnh giờ anh nô đùa nè. À, cái loại còng cọc mỏ ngắn là to hơn còng cọc mỏ dài hay sao anh? Mỏ dài nó to hơn. Vậy hả? Tại nửa ký. À. Mỏ dài là 8-9 kg. Con cũng cả ký luôn á, thấy cái gì mà bự. Đó, nhìn như vịt sim đó anh, đứng trên đó kìa. Vịt sim đi đó. Con còn mỏ vàng mà nó nhỏ nhất là 800 g. Ồ. Dạ. Tại đó là cái này à có những cái chú cò mà có cái cọng lông ở trên đầu dài dài vậy là gọi là cò gì anh? Mà có cọng lông dài là khác hơn ta ha. Cái đó chắc nó mới đi mất lại vậy. Vậy hả? Mới đi nhộm vậy anh. Kìa coi kìa, coi kìa. Ảnh ảnh không biết. Ảnh biết giống nồi gì nữa. Mình đang nhiều quá. Chia sẻ đến quý cô chú anh chị video này đặc biệt. Thì cô chú anh chị mình có xuống tham quan hoặc là du lịch hay là một sự trải nghiệm nào đó, sắp tới thì anh tính bên tính có mở dịch vụ câu cua. Dạ. Là cái sự trải nghiệm mới cho bà con mình thì bà con có thể di chuyển xuống thứ 9:30 của huyện An Minh tỉnh Kiên Giang, là chạy qua cầu 9:30 thì khoảng tầm 1 cây số thì sẽ có cái bảng đó, vô chỗ quán của anh Tình đây, anh Tính. Dạ. Quán bãi cò là quý cô chú anh chị. À, hôm nay thì anh em cũng cảm ơn anh Tính rất là nhiều. Dạ. Cho anh em có sự trải nghiệm. Chúc anh Tính về sức khỏe, lại là cái
công việc mình sắp tới chưa sẽ suôn sẻ anh Tính ha. Dạ. Cảm ơn xin chào tạm biệt cho bà con. Dạ. Nếu mà bà con có đủ duyên lành thì đến tham quan trải nghiệm, mà mình có một cái nó đặc biệt với cho bà con là thưởng thức vườn thuốc nam. Dạ. Bây giờ nam ra này là có những chứng bệnh đang y trị được mình sẽ nữ. Dạ. Nào là bao tử, rồi ho, rồi tiểu đường. Dạ. Về vườn thuốc nam này là nói chung là mình miễn phí hết, không có thu gì hết cho bà con. Yeah. Bà con nếu mà dùng thử thì tốt thì cứ về xin về trồng. Yeah. Không thôi. Rồi anh em cảm ơn Tính rất là nhiều. Rồi cảm ơn anh Tính rất nhiều. Video của Hoàng Linh xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý bà con của chú chị mình trong clip sau.